Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật: Bạch thầy, năm 1991 gia đình con có đi xem, thầy bảo là phải thờ tứ phủ. Con theo thầy lập điện thờ và trồng một gốc lan, nhưng vì điều kiện con không theo được, vì thờ thì dễ giữ lễ thì khó, nên con đã giải điện và thờ một bát nhang Phật Bà, tức là Quan Âm Bồ Tát đó. Nay cây lan to thành cây cổ thụ trước nhà, nay con muốn chặt nhưng nhiều người nói phải làm lễ nên con không dám chặt. Vậy con bạch thầy cho con lời khuyên, cây lan này nếu mà đất gia đình này mà rộng thì cứ để cho nó mát cửa mát nhà, hoa lan nó cũng thơm mà. Nếu mà đất nó chật hoặc bắt buộc phải chặt đi để làm cái gì đó thì tốt nhất cái cây lan này nên đánh đi để cúng vào cái đình, cái chùa hoặc cái đền nào đó thì tốt hơn. Đừng có tự đem để chặt đi, như thế nó phí. Cái thứ nhất nó phí, mà lan mà trồng nó to rồi á, thì ngày xưa do người ta bảo mình cái việc tâm linh đó mà trồng, nay mình chặt đi á, nếu không có vấn đề gì á, thì người ta dọa cho vài câu mình cũng đi, cũng lo mà ốm mà thôi. Đó. Cho nên tốt nhất thì trường hợp này á, nếu mà bắt buộc phải chặt cây lan này, thì nên đem phát tâm ra một chút, thuê người ta đến, người ta đánh đi cho, cúng vào chùa nào hoặc đình đền miếu mạo nào đó để dâng cúng. Với làng nhà mình chẳng hạn có chùa, có đình đền miếu mạo nào đó, ra đây nói với các thầy, mọi người trước đánh thì muốn cho nó sống an toàn đó, thì nhờ cái thợ chuyên đánh cây nó đánh, nó bó bầu cho khoảng 3 đến 5 tháng sau thì mới chuyển ra. Lúc đánh đi, đánh hết cái bầu đi rồi, buộc bầu vào thì đánh cái rễ đi rồi thì nó sợ nó đổ, thì phải dùng cái gậy, cái chống nó vào, ba cái cây chắc chống nó buộc nó vào cho nó khỏi gió, nó khỏi đổ, nguy hiểm. 3 hoặc 5 tháng sau thì chuyển ra đình chùa miếu mạo trồng vào một cái chỗ nào đó nó tốt hơn là đem nó chặt cụt nó đi. Trường hợp này thì khuyên như thế.